Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài thứ tư, đó là nhập vào ba số nguyên ABC, sau đó thì tìm cái giá trị lớn nhất trong ba số đó. Trường hợp nếu ba số bằng nhau thì sẽ không có giá trị lớn nhất. Giả sử input của chúng ta chỉ đơn giản là một dòng chứa ba số cách nhau bằng một khoảng trắng như thế này. Với cái output thì sẽ hiển thị ra cái kết quả tương ứng. Chà, thì 1, 3, 2, kết quả max 3, 3 con 6 không có max, trừ 9 trừ 8 trừ 7 thì max bằng trừ 7. Đó, bây giờ chúng ta sẽ test thử cái bộ test như thế này. Và các bạn có thể tự bịa ra những bộ test khác như trong cái chương trình của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ lập trình các bạn yêu thích và bắt đầu khai báo ba cái biến A, B, C để lưu trữ cái giá trị đầu vào này. Sau đó thì gợi nhắc cho người dùng đó là làm gì? Cho người ta biết là cái nào là nhập ba số nguyên. Đấy, nhập ba số nguyên vào xong thì chúng ta sẽ đọc xin A này, B này, C này, xong rồi. Sau đó chúng ta sẽ có một cái biến, giả sử mình sẽ cho max bắt đầu bằng A. Nếu đấy thì lúc này dùng if else, bây giờ chúng ta không dùng if else, bây giờ mình sẽ gắn max sẽ bằng kiểm tra xem max có nhỏ c không. Nếu có thì max chỉ bằng c, nếu không thì max bằng chính nó không thay đổi. Và trước đó thì thông thường chúng ta sẽ kiểm tra theo thứ tự. Đầu tiên max gắn bằng A, bây giờ thằng tiếp theo là mình sẽ kiểm tra xem liệu max có nhỏ hơn b không. Đó, nếu có thì gắn b cho max, ngược lại thì max bằng chính nó. Được chưa? Và xuống bên dưới mới kiểm tra xem sau khi kiểm tra max với b rồi thì kiểm tra max với c. Như vậy thì kiểm tra được lần lượt ba cái giá trị của chúng ta. Và sau cùng thì chúng ta kiểm tra xem nếu như a bằng với b, đồng thời b cũng bằng với c thì chúng ta sẽ xem ra là không có giá trị max. Ngược lại thì chúng ta sẽ hiển thị ra sao giá trị max bằng. Lúc này thì chúng ta sẽ sao ra đây max ở thế này thôi. Xuống dưới này thì chúng ta sẽ sao ra đây là end line hai lần, một lần là kết thúc cái dòng kết quả, một lần là in ra một cái dòng trống. Và sau đây mình sẽ test với một vài cái bộ test mà mình đã chuẩn bị sẵn. Ví dụ 7, 7, 7. Đấy, nhập 3 số bằng nhau thì nó không có giá trị max. Bây giờ mình sẽ nhập theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ví dụ như là 1, 2, 3. Thì rõ ràng max ở cuối. Kết quả ok, max bằng 3. Bây giờ mình sẽ nhập theo thứ tự đảo lộn lại. 9, 8, 7 thì max ở đầu. Ok, bây giờ mình sẽ nhập vào cái bộ ba số nhưng mắc ở giữa để xem nó có tìm ra cái giá trị mắc hay không. Ví dụ 7, 9, 8. Ok, như vậy chúng ta thấy là cái chương trình này nó đều care được những cái trường hợp mà mắc mình nhập ở đâu nó cũng cho, và cho nhập sai nó cũng có cái kết quả đúng. Nhưng không phải nhập sai, nhập sai thứ tự của mắc thôi, tức là mắc có thể ở giữa, ở đầu, ở cuối. Không nhất thiết là phải ở đầu hay là ở cuối cả. Vậy thì chúng ta đã làm xong cái bài tìm cái giá trị max trong ba số sử dụng thuần cái toán thứ ba ngôi. Code mẫu sẽ có trong cái phần miêu tả video, các bạn xuống đấy để lấy về nếu có nhu cầu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video kế tiếp.